Xin chào quý khán giả thân yêu của kênh Bình luận viên Tạ Biên Cương Plus. Cuối tuần này các trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh sẽ trở lại. Bên cạnh trận cầu Super Sunday trên sân Anfield vào Chủ nhật, cuộc đua vô địch cũng rất đáng chú ý. Trên sân nhà Emirates, Arsenal sẽ tiếp đón Bournemouth. Nhiệm vụ của pháo thủ trong trận đấu này không gì khác ngoài một chiến thắng. Xét về lực lượng, phong độ cũng như đẳng cấp, đội chủ nhà đang hoàn toàn vượt trội. Arsenal đang đứng đầu bảng, còn Bournemouth chỉ xếp thứ hai từ dưới lên. Vì thế, 3 điểm để ít nhất có thể giữ nguyên khoảng cách 5 điểm với Manchester City là điều càng có cơ sở hơn. Thêm vào đó, Arsenal hoàn toàn có thể hy vọng Newcastle, đội bóng đang xếp thứ 5, có thể làm nên chuyện trước Manchester City trong trận đấu sớm. Trước đó, Arsenal đã tận dụng rất tốt cơ hội trong trận đấu bù hồi giữa tuần để giành chiến thắng đậm 4-0 khi đối đầu với Everton. Đây cũng là màn trả thù ngọt ngào với đại diện vùng Merseyside khi họ đã cắt chuỗi 13 trận bất bại của Arsenal ở giải Ngoại hạng Anh cách đây một tháng. Sau thất bại đó trước Everton, Arsenal tiếp tục hòa Brentford và thất bại trước Manchester City để rồi đánh mất ngôi đầu bảng. Mặc dù vậy, The Gunners một lần nữa chứng tỏ bản lĩnh của mình ở mùa giải năm nay là không hề tầm thường khi lội ngược dòng thắng Aston Villa 4-2 và thắng tối thiểu Leicester City 1-0. Cộng với việc Manchester City bất ngờ bị Nottingham Forest cầm hòa, pháo thủ một lần nữa chiếm đỉnh bảng xếp hạng. Nếu hai đội vẫn duy trì phong độ ổn định để giữ vững hai vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng, cuộc đối đầu trực tiếp vào cuối tháng 4 sẽ đóng vai trò then chốt cho cuộc đua giành chức vô địch ở giải đấu cao nhất của nước Anh. Theo dự tính của các chuyên gia, đội vô địch ở mùa giải này có thể sẽ có số điểm dừng lại ở khoảng 82-87 điểm. Với cách tính như vậy, Arsenal sẽ cần 27 điểm trong số 39 điểm tối đa, tương đương 9 trận thắng để có thể lên ngôi vô địch. Trong khi đó, Manchester City sẽ cần 33 trên tổng số 39 điểm tối đa, tức là khoảng 11 trận thắng. Ngoài ra, không thể bỏ qua Manchester United, đội đang xếp thứ 3 với 11 điểm kém hơn Arsenal, nhưng vẫn còn trong tay một trận chưa đá. Với phong độ ấn tượng trong thời gian vừa qua của Quỷ Đỏ, cuộc đua chắc chắn không chỉ là của riêng Arsenal và Manchester City. Về lịch thi đấu, Arsenal đang có lợi thế đôi chút so với Manchester City. Đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta sẽ không cần phải căng sức trên những đấu trường khác và gần như tập trung tối đa cho giải Ngoại hạng Anh. Vẫn còn đó đấu trường Europa League, nhưng khi nhìn vào Manchester City phải chật vật ở Champions League, Arsenal sẽ dễ thở hơn. Thêm vào đó, The Citizen vẫn còn FA Cup phải chinh phục. Vào giai đoạn nước rút như hiện tại, nếu chẳng may có ca chấn thương hay bất cứ trụ cột nào phải vắng mặt vì lý do sức khỏe, đó sẽ là tổn thất vô cùng lớn lao. Ở giải Ngoại hạng Anh, Arsenal sẽ còn phải gặp một số đội bóng lớn như Liverpool, Manchester City và Chelsea. Bên cạnh đó, một số đội bóng luôn gây khó chịu như West Ham, Newcastle hay Fulham cũng không thể xem thường. Trong khi đó, Manchester City sẽ phải đối đầu với những đối thủ khó nhằn, không kém. Vậy nên nếu thi đấu đúng khả năng thì cơ hội dành cho Arsenal sẽ nhiều hơn bởi họ đang hơn đối thủ 5 điểm. Trong 13 vòng đấu còn lại, Arsenal có 7 trận đấu trên sân nhà Emirates, 6 trận làm khách. Mùa giải năm nay, thành tích trên sân khách của pháo thủ thậm chí còn tốt hơn với 31 điểm kiếm được khi phải hành quân xa nhà. Trong khi đó, con số khi đá trên sân nhà là 29 điểm. Một trong những lý do để cổ động viên Arsenal có thể an tâm về đội nhà chính là khả năng phòng ngự. Tính đến thời điểm này, hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ mới chỉ để lọt lưới 2-3 bàn, ít thứ hai của giải, chỉ sau con số 15 bàn của Newcastle. Thủ thành Aaron Ramsdale cũng đã có 11 trận giữ sạch lưới, xếp thứ hai sau thủ thành Nick Pope. Bộ tứ vệ mang tới thành công trong mùa giải năm nay cho Mikel Arteta đó là Ben White, Gabriel Magalhaes, William Saliba và Oleksandr Zinchenko. Đặc biệt, Zinchenko cùng đồng đội Jesus, những cầu thủ chuyển tới từ Manchester City, được cho là những cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn trong vòng thay đồ. Cả hai giúp truyền động lực thi đấu cho cả đội. Bộ đôi này từng hơn một lần nâng cúp vô địch Ngoại hạng Anh. Họ biết làm thế nào để khích lệ và đưa đội bóng đi đúng hướng trong cuộc đua trường kỳ này. Nói đến Jesus, anh chàng này đã lâu không thể ra sân do chấn thương nặng ở World Cup 2022. Mặc dù vậy, Nketiah đã làm quá tốt nhiệm vụ thay thế người đồng đội. Tính tới thời điểm hiện tại thì Nketiah đã đóng góp 9 bàn thắng cùng với 2 đường kiến tạo. Riêng ở Ngoại hạng Anh, con số là 4 bàn và 1 kiến tạo. Trước khi chấn thương, Jesus cũng đã kịp đóng góp 5 bàn thắng và 6 kiến tạo chỉ sau 14 trận. Ngoài ra, những cái tên khác trên hàng công cũng thi đấu ấn tượng không kém. Gabriel Martinelli đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở câu lạc bộ với 11 pha lập công, cùng 2 lần dọn cỗ cho đồng đội. Xếp ngay sau anh là Bukayo Saka ở cánh đối diện với 10 bàn thắng và 9 pha kiến tạo. Nếu ai đã quên thì xin nhắc lại, bộ đôi này đều được sinh ra vào năm 2001.
Còn ở tuyến giữa, đội trưởng Martin Odegaard đóng vai trò là linh hồn của đội. Tiền vệ người Na Uy thực sự tỏa sáng dưới bàn tay của huấn luyện viên Mikel Arteta. Mùa này anh cũng có cho mình 9 bàn thắng và 7 kiến tạo. Tính trên toàn giải thì hàng công của Arsenal cũng chỉ kém đương kim vô địch Manchester City. Đã gần 20 năm kể từ mùa gần nhất Arsenal lên ngôi vô địch tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Đó chính là mùa giải mà giáo sư Arsene Wenger giúp đội bóng vô địch với thành tích bất bại 26 trận thắng và 12 trận hòa, hơn đội xếp thứ nhì là Chelsea tới 11 điểm. Chức vô địch vô tiền khoáng hậu đó đến thời điểm này vẫn chưa có cái tên nào có thể tái hiện. Ngôi sao của pháo thủ khi đó là Thierry Henry, người ghi tới 30 bàn và đoạt danh hiệu vua phá lưới, hơn cầu thủ xếp sau là Alan Shearer tới 8 bàn. Ngoài ra còn những hào thủ khác mà ai đã từng nghe qua đều cảm thấy kinh sợ như thủ thành Jens Lehmann, tiền vệ chơi đầy máu lửa Patrice Vieira hay chơi đầy hào hoa như Gilberto Silva, Roberto Pires, Freddy Ljungberg. Ở hàng phòng ngự là sự xuất sắc của Sol Campbell, Ashley Cole và Colo Torre. Dù quá khứ hào hùng là vậy, cổ động viên của pháo thủ hàng năm đều mong chờ câu lạc bộ có thể mang thêm về một chiếc cúp danh giá của Ngoại hạng Anh và chưa bao giờ họ gần điều đó như thời điểm này. Trước khi đối đầu với Manchester City trong trận đá bù vòng 12 hồi tháng trước, chính huấn luyện viên Arsene Wenger cũng đã khẳng định năm nay là cơ hội tốt nhất cho Arsenal. Bạn phải chiến thắng khi có thể và không quan tâm quá nhiều đến những thứ còn lại. Đừng quan tâm tới những lời bàn tán mà phải tập trung giành danh hiệu. Mùa tới có thể điều kiện đua vô địch sẽ không thuận lợi với Arsenal như bây giờ. Vì thế, Arsenal đừng bỏ lỡ cơ hội này. Việc giành 51 điểm qua 21 trận là thành tích đáng nể. Nếu giành chức vô địch giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay, Arsenal còn sẽ đường đường chính chính trở lại với đấu trường Champions League. Đã 6 mùa giải kể từ mùa 2015-2016, họ chưa thể trở lại với đấu trường danh giá nhất châu Âu. Mùa giải gần nhất Arsenal có vé cũng là một ký ức buồn khi họ bị loại ngay từ vòng bảng với vị trí bét bảng F. Trước mắt, nhiệm vụ của thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta sẽ là chiến thắng trước Bournemouth tại vòng 26 Ngoại hạng Anh vào tối thứ Bảy. Nhờ đó, vị trí đầu bảng của họ không bị lung lay bởi những đối thủ bám đuổi. Hãy cùng chờ xem liệu Arsenal có thể chứng tỏ được bản lĩnh trong giai đoạn còn lại của mùa giải, như những gì họ đã làm suốt những trận đấu vừa qua để có thể một lần nữa đứng trên đỉnh của nước Anh sau gần 2 thập kỷ mòn mỏi chờ đợi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với câu chuyện ngày hôm nay trên kênh YouTube Bình luận viên Tạ Biên Cường Plus. Vui lòng để lại một like, một ý kiến bình luận và chia sẻ video này. Cảm ơn quý vị và mong quý vị tiếp tục ủng hộ bằng những lần đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.